Chào mừng các bạn đã quay trở lại với shop công nghệ Hưng Quyết. Hôm nay shop xin các bạn kết nối đầu vị PoE với cam PoE. Công nghệ PoE là công nghệ cam đời mới bây giờ chúng ta rất là tiện lợi trong việc thi công và cũng như cài đặt ạ. Không phải đi nguồn rời rất là phức tạp hoặc là những sợi dây nó to, sợi dây đồng trục ạ. Ở đây chúng ta mỗi một mắt chúng ta sẽ sử dụng một chiếc sợi dây mạng để kết nối từ đầu ghi tới camera, giúp cho bao gồm cung cấp nguồn và tín hiệu và chúng ta lên hình ảnh luôn ạ. Các bạn đặt hàng vui lòng liên hệ theo số Zalo là 0948 18852. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn kết nối đầu ghi PoE với cam PoE. Ở đây là chiếc đầu ghi PoE Jaguar 8 kênh. Đầu đầu tiên chúng ta sẽ cấp nguồn. Đầu tiên chúng ta sẽ chiếc đầu ghi này sẽ hỗ trợ chuẩn 4K nhé, các bạn có TV 4K các bạn kết nối vào cho dây này rất là đẹp. Chúng ta sẽ kết nối nguồn cho đầu ghi ạ. Đó. Các bạn nào chưa khởi động, trước khi khởi động thì tôi sẽ mở chiếc camera PoE ra. NVR 4.0 các bạn nhé, đảm bảo các bạn là mới 100% bảo hành 24 tháng. Đây tôi sẽ làm hướng dẫn họa là chiếc camera PoE 1230 kèm mic luôn ạ, chống mực sáng. Khi mà đầu tiên chúng ta khởi động thì chúng ta phải kích hoạt chiếc đầu ghi của chúng ta lên. Đấy, tới đây chưa đầu ghi chưa được kích hoạt, giờ tôi sẽ kích hoạt sản phẩm lên ạ. Cắm chuột vào đó, tôi sẽ cắm chuột và đặt vào mật khẩu cho chiếc đầu ghi của chúng ta. Tôi sẽ đặt vào, sẽ nhấn lại ABCD 1 2 3 4. Đó, chú bạn hình vẽ hai lần hình giống nhau chứ được rồi. Các bạn làm thao tác chậm một chút, tôi làm mấy nền đó được rồi. Chúng ta có thể kích hoạt số điện thoại hoặc là câu hỏi được mà. Tiếp theo mặc định là IP 1.2.168.1.108 các bạn nhé. Tiếp theo các bạn lưu ý là chúng ta sẽ lấy một chiếc dây mạng, tôi sẽ dùng một sợi dây mạng các bạn nhé, đặt lên này. Dùng một sợi dây mạng cắm vào chiếc camera của chúng ta. Đây, chờ một chút. Đó, đây một sợi dây mạng các bạn, một sợi dây mạng kết nối vào chiếc cam. Đây, để cho chiếc đầu ghi chúng ta quét lại. Việc cài đặt rất là đơn giản thôi. Đó, các bạn nhìn chưa? Một sợi dây mạng cắm vào một cam, nó bắt đầu. Công nghệ cam IP nó sẽ nét hơn cam analog thông thường. Các bạn chờ nhé. Đây nó báo là chúng ta đang đặt IP khác. Đây chẳng hạn. Đó, hiện tại các bạn đã thấy hình camera của chúng ta đã được lên hình rồi. Đó, cài đặt rất là đơn giản. Đấy. Okay. Đây là chúng ta sử dụng số mã hoặc là các bạn khi mà khởi động lên các bạn là cứ kết nối chiếc cam với chiếc đầu, nó sẽ tự động nó lên.
Cảm ơn bạn đã xem video ạ.